Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại cùng gặp nhau trong thời lượng của kênh Thời sự TV. Mỹ hãy mở vũ khí chống lại tên lửa siêu thanh giờ con của Nga. Vụ thử nghiệm mới đây đối với hệ thống tác chiến laser của Mỹ ở Vịnh Aden là một gợi ý cho thấy Mỹ sẵn sàng chống lại tên lửa đàn đạo và siêu thanh. Mặc dù các cuộc thử nghiệm mới chỉ bắt đầu, nhưng nếu cuộc thử nghiệm sau đó thành công, thì đến năm 2024-2025, Mỹ sẽ có vũ khí có khả năng chống lại các mục tiêu siêu thanh. Ngày nay, vũ khí laser là phương tiện hiệu quả nhất để tấn công các mục tiêu siêu thanh. Lầu Năm Góc cũng có một vấn đề khá nghiêm trọng, đó là không có khả năng xác định và theo dõi các mục tiêu di chuyển với tốc độ siêu thanh. Aviable cho hay, theo các chuyên gia, Mỹ lo ngại hơn về việc thiếu các phương tiện có thể theo dõi các mục tiêu đang di chuyển với tốc độ siêu thanh. Có thể Mỹ sẽ có những công nghệ tương tự trong tương lai để đối phó với việc vũ khí siêu thanh của Nga được tăng cường hiệu quả sử dụng. Ví dụ như tăng đáng kể tốc độ bay của tên lửa sử dụng thiết bị tác chiến điện tử làm phức tạp hóa đường bay hiện nay tên lửa siêu thanh dơ con của nga được coi là vũ khí nguy hiểm nhất trong số các loại vũ khí hạt nhân trên thế giới so với bối cảnh thông báo về sự xuất hiện của các phiên bản dơ con trên mặt đất điều này càng khiến phương tây lo ngại hơn